xài một lần thôi là mình phải bỏ đi cho có vệ sinh đấy con. Dạ đúng rồi. Dạ cho cô thợ tôi chơi chắc anh thôi nha. Khi nào cô cần thì cô quay lại thôi. Trời đất ơi, quay lại biết tội hay không, khẩu trang miễn phí mà dễ gì còn. Vậy thôi nha, cảm ơn con nha. Đây, thôi thêm một hộp đi, vài ba bữa mới ghé lại. Lẹ lẹ lên tụi con, ông nội đánh lô tô trong bụng rồi nè. Cô Vi ơi là cô Vi. Cô ơi nhà ông cô ơi. Alo. Dạ alo. Đây có phải là số điện thoại của cô Huỳnh Kim Tiền không ạ? Đúng rồi. Ngân hàng chứ gì? Dạ dạ. Tại con bấm chuông nãy giờ mà không thấy ai mở cửa à. Rồi rồi tôi thấy rồi, thấy rồi. Đợi tôi chút nha, tôi ra liền. Rồi đợi đi. Dạ 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 dạ. Đang dẫn chút cậu. Xịt khử trùng nha cậu. Dạ dạ. Rồi. Đợi chút nha. Dạ dạ. Dạ đây có phải là nhà của cô Huỳnh Kim Tiền không ạ? Thì địa chỉ đúng là phải rồi, tôi là Huỳnh Kim Tiền nè. Dạ dạ, tại hàng giao nhiều quá mà còn sợ giao nhầm người à. Làm chi mà làm không biết nữa, rồi vô hàng đi. Dạ. Cô ơi, cô cởi khẩu trang hay gửi cái nón để coi nhìn mặt được không ạ? Để chi vậy? Để cậu bắn tôi bây giờ người của tôi hả? Ê cậu, cậu có biết luật không? Biểu tôi mở khẩu trang ra tôi thưa công an à. Vậy thôi à, vậy cô ký hàng giúp con rồi con xuống hàng vô nhà cho cô à. Cậu ơi, tôi già rồi, mắt tôi đã kém rồi. Đã vậy tôi mang mắt kiếm đen nữa tôi không thấy được. Thôi cậu làm ơn làm phước á, cậu đọc giùm cho tôi có đúng hàng không, chứ không thôi tôi ký tầm bậy tầm bạ thì sao. Dạ, dạ để con đọc ạ. Ờ. Dạ. 100 kg gạo, 30 thùng mì gói. Tính là 2 mét. Trời đất ơi. Đứng sát sát cho người tôi, vậy chuyện của bao nhiêu người tôi hả? Cậu thiệt tại là tôi thua cái ba nghe chưa? Dạ. Rồi đủ 2 mét chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, nói đi. 50 chai nước tương loại nửa lít, 20 kg khô cá sặc. Khoan. Cậu ơi. Dạ. Cậu còn trẻ mà sao sức cậu yếu vậy? Nói không nghe gì hết trơn, cậu phải nói lớn tiếng hơn chứ. Dạ thôi, để con xuống hàng rồi cô kiếm hàng sao giúp con. Con trễ giờ rồi cô ơi. Khoan đã. Chờ tôi xịt khử trùng hàng rồi tôi mới lấy. Má ơi, trước khi cho hàng lên xe, siêu thị đã xịt khử trùng hết hàng, cả người luôn có xe tụi con rồi. Cô kỹ vô thôi. Làm sao tôi biết là siêu thị cậu có xịt hay không? Nếu mà cậu không cho tôi xịt khử trùng thì tôi không nhận hàng à. Sao? Nè! Chi! Chi! Nè! Đi thì đi luôn đó chứ! Đừng có dám ra mặt vậy nha! Trời ơi! Con cái cái à! À, cái gì mà gọi không bốc máy vậy trời? Hẹn hò cái kiểu gì không biết nữa. Anh chị tha cho em đi. Chứ em bị nhiễm Covid. Mày đi lẹ. Đi. Anh chị cho em đi ạ. Đi lẹ. Trời đất ơi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Đi ăn cắp mà còn bị Covid nữa. Tội nghiệp mình mới đúng nè. Hồi nãy nghe nó nói gì không? Nó bị Covid. Vậy nãy giờ tụi mình xà quần với nó đây. Chết rồi, có khi nào là tụi mình bị dính luôn không? Cái con đó hả là nghe nói là từ trong không khí thôi luôn á. Khùng quá,
Nó mà bị Covid là nó bị nhốt cách ly rồi, làm gì mà ra ngoài đường được. Không, không phải đâu. Tại vì cái đó là 14 ngày nó mới phát bệnh. Nhiều khi bây giờ nó chưa có phát ra đâu, chết rồi. Không, bác sĩ phải xét nghiệm mới biết là có Covid hay không, hiểu không? Bác sĩ phải nói là mày bị Covid thì cái thằng ăn trộm nó mới biết là nó bị Covid. Mà lúc mà bác sĩ nói là nó bị Covid là bị nhốt vô cách ly rồi, làm gì mà được thả rong ra ngoài đây mà đi ăn cắp nữa, đúng không? Vậy là mình bị ngu á. Trời ơi, sao mà ngu ghê á, không biết bao nhiêu lâu tự nhiên ngu bây giờ. Báo đài bữa giờ người ta nói hộ... Nói người ta hả? Ông á, cái lúc mà nó nói nó bị Covid á, ông là người hả buông nó ra đầu tiên á, còn khuyên là hả nó chạy nhanh đi nữa. Bà cũng là người đồng tình còn chi. Thì lâu lâu ngu một bữa thôi gì đâu. Ê, mà nhờ vậy mới thấy hai đứa mình ngu đều luôn ha. Vì mới hợp nhau. Đây à. Trời, chưa nắng hai đứa mình hẹn hò lãng mạn quá ha. Không, nắng gì đi, đỡ dù bị Covid hay gì á, nó tiêu diệt Covid. Năm. Ông ơi, mở mắt ra. Ê, cho hỏi thăm cái nghe ông. Ông có phải là con người không? Phải không? Tôi không phải là con người. Vì tôi là con gì? Con người thì mới biết ngồi thiền chứ. À, con người thì phải có trái tim ha. Nếu ông là con người, sao ông vô tâm, vô tính, vô tình quá vậy ha? Vợ con ông đó đang làm cu ly khôn ghét đó ha. Bộ ông đuôi sao ông thấy bằng mấy phụ? Tôi không có đuôi, tôi chỉ nhắm mắt lại thôi. Bây giờ tôi mở mắt ra, tôi ứng khẩu với bà nè. Ai mượn? Thấy không? Đang ở không mà, đâu ai suối ai biểu đâu. Hai mẹ con bà dắt thay đi mua đồ, rồi chất hết vô trong cái kho để mà tôi để ba cái đồ trồng cây của tôi. À, nè, nhớ nghe, nhớ những lời này nghe, nghe. Ngày này, giờ này, tháng này ha. Vài bữa nữa ông có đói đó ha, ông xin xỏ tôi, ông lết, ông xin ăn ha. Xin lỗi nha, một cọng mì tôi cũng không cho nữa. Mẹ ơi, mẹ. Gì? Con thấy chữ hàng là đúng, nhưng mà nhiều quá. Mẹ thấy không, hạn sử dụng sắp hết rồi. Ăn không hết là móc hết đó. Ủa, thì coi cái nào mà sắp sửa hết hạn mình ăn. Còn ăn không hết á thì đem đi bán. Lỗ lã gì đó mà sợ. Hứ cái gì? Nè, rồi con Miêu với thằng Lì đâu? Kêu xuống phụ mẹ con mình, còn quá trời kìa. Dạ, nó đang học bài ở trển á. Học cái gì? Nghỉ học cả tháng nay rồi học cái gì? Dạ, hai đứa học online đó mẹ. Online, bây giờ cái thứ gì online hết à. Thôi, để con khiêng vô kho cho. Nhưng mà ở trong kho toàn là ba cái đồ làm giường của ba không, sao giờ mẹ? Mấy cái đó ăn không được. Nè, đừng nói đem ba cái gạo nếp chất đầy trong đó à. Không được đâu à nha, nào đem trong tôi quýnh què giò đó. Tôi đem nè, quýnh què giò đi. Dám không, lát đưa giò vô cho quánh nè. Bà thì tôi không dám quýnh đâu. Bà đem vô đi, rồi tôi cầu cơ với bà. Cầu đi, tôi thách ông cầu á, thử có ai nhập vô người ông. Cứ đem bỏ ra ngoài đi, bưng mấy cái thùng mì vô. Thôi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa, để con bưng vô cho. À, con khiêng vô hết rồi, vô bệnh viện xíu nha mẹ. Cái gì? Con điên hả? Con vô bệnh viện làm gì? Ở trong đó đó là một ổ Covid. Tại cái tiệm thuốc tây con, khẩu trang với nước rửa tay hết trơn rồi, nhân viên báo con phải vô xử lý chứ. Ủa, hết rồi thì nghỉ bán. Trời đất ơi mẹ, bây giờ giá khẩu trang nước rửa tay tăng gấp 3 lần, con không bán uổng lắm sao? Vậy chứ giờ vô bệnh viện làm gì? Đang thời buổi kiếm tiền thì trong đó con có mối, người ta tuồn cho con. Bây giờ mình không lấy, người ta lấy uổng lắm mẹ. Vậy hả? Dạ. Thôi khiêng hết đi tính. Trời ơi, mẹ nào con nấy à.
đây. Xong. Nước mắm, muối đủ. Khẩu trang 2 thùng. Coi như xong. Khỏe. Em gọi cho chủ nhà coi. Số điện thoại là anh giữ mà chứ em có giữ đâu. À quên. Khu này cũng được ha. Dạ chị Hồng hả? Dạ. Em hồi nãy có gọi điện cho chị nè. Dạ hai vợ chồng em đang đứng trước nhà chị nè. Dạ 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 dạ. Chị nói sao? Chị ra liền. Ờ. Nè, cái vụ đó bây giờ bà giải quyết làm sao? Hay là đợi anh Hai về rồi tính? Ông không có hiểu tính anh Hai tôi bằng tôi đâu. Nói chung là kiểu gia phong nề nếp dữ lắm. Trong mắt mẹ tôi hả, ảnh giống như là kiểu nguyên một cái tượng đài mà người đàn ông chuẩn mực hoàn hảo. Mắc mệt lắm. Thôi tùy á nha. Ừ. Thấy nhà này ok á. Thấy cũng mát mẻ nữa nè. Mát mẻ, trời ơi, sân rộng quá. Sân vườn rộng như vậy á, không có sợ Covid. Covid mà có cách ly vài tháng cũng không sợ. Thả gà đầy cái sân này luôn. Cái miệng xui xẻo. Cách ly vài tháng hả? Ai mà chịu. Với lại nguyên cái bầy gà của ông nói thì sao hả? Thả gà đầy sân. Bán gà cũng không có đủ trả tiền thuê nhà đâu. Chứ ở đó mà nghĩ đến cái chuyện nuôi vợ con. Nghĩ kìa. Ủa? Hai em tới rồi hả? Dạ. Anh Năm ơi. Anh Năm ơi. Anh Năm có nhà không anh Năm ơi? Anh Năm ơi. Ôi. Ai vậy? Em nè anh. Cô Tâm hả? Dạ em nè anh. Ừ chờ tôi một chút. Dạ. Anh kêu em qua anh có gì không? Có chuyện. Có chuyện mới nhờ cô vất vả qua tới đây chứ. Dạ. Trước hết là tôi xin lỗi nha. Xin lỗi cái thứ nhất là không có chìa khóa để mở cửa mời cô vô nhà. Dạ. Cái thứ hai là hôm trước tôi có nói là sẽ tặng từ thiện 10 triệu mà tới nay tôi chưa đưa. À. Trời ơi có sao đâu anh. Làm từ thiện là tùy tâm. À. Nhiều khi anh có tâm á mà anh không có của để cho thì cũng coi như đã cho rồi. À. Có nhiều người nghe anh cho mà tiếc thì cũng coi như chưa cho à. Ừ. Thôi hôm nay em bận lắm, để em đi nha. Ý hả? Mà mấy bữa nay chị Năm có khỏe không anh? Sao không thấy chị ra chợ? Bả hả? Dạ. Mùa này mùa dịch mà bả không có tiếp xúc với ai gì hết. Đi chợ về cái vô nhà đóng cửa khóa cổng lại vậy á. À hồi nãy giờ đi chợ rồi, chắc giờ cũng sắp về rồi đó. Dạ có gì đâu, không tiếp xúc anh. Ừ. Như em nè, bây giờ em phải chạy ra ngoài phường. Tại vì mấy bữa nay em với sắp nhỏ hùng nhau mở một cái cây ATM phát gạo cho bà con miễn phí. Ồ, tốt cho nên quá. Bây giờ em phải đi ra em vận động mấy mạnh thường quân á. À. Cho mì cho gạo. Với lại mấy bữa nay cái nhà hàng chay á cũng nấu một ngày mấy trăm phần cơm đem vô trong bệnh viện phát. Đâu có gì đâu anh. À. Cho nên giờ em bận lắm, em đi nha. À, khoan, cô Tâm. Dạ. Cô nói là cô cần cái số gạo lương thực để mà làm ATM phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tôi tính vậy. Sao anh? Cô vô nhà tôi đi, rồi tôi đưa mười mấy 20 thùng mì ra ngoài với phủ vô. Vậy hả anh? Ừ. Trời ơi vậy thì tốt quá. Ông mấy giờ để em ra ngoài em kêu sắp nhỏ chiều tối ghé qua anh lấy nha. Không nhiều có được. Không anh? Không có được. Qua lấy liền, đừng có để chịu. Không nhưng mà giờ em bận lắm, em phải đi liền. Bận cái gì? Kêu tụi nó qua liền chứ đừng có để chịu là không có được. Vậy hả anh? Ừ. Dạ. Qua liền nha. Dạ. Ừ, vậy đi. Nhớ nha. Dạ. Ừ. Phòng cũng rộng rãi ha. Ừ. Hai em cứ coi tự nhiên. Phòng á là chị lâu lâu cũng có kêu người về dọn dẹp sạch sẽ lắm.
Lúc trước á, nhà này là chị cho hai vợ chồng người nước ngoài thuê, mới hết hạn hợp đồng đó, chị vừa mới lên hợp đồng 10%. Mà xui ghê á, tự nhiên à hai vợ chồng người nước ngoài đó nói về nước để nghỉ đông, tháng 3 này quay lại. Vậy mà Covid tới làm cho họ qua không được, bởi vậy mới trả nhà nè. Xui á thì ai cũng xui hết đó chị, giống như tụi em nè, cũng tại Covid cho nên là phải dọn ra ở riêng á chứ. Em đừng nói với chị là hai em cũng bị dính Covid nha. Không phải. Trời ơi, chị nghĩ gì vậy? Covid là chỉ có người già mà đề kháng yếu thì người ta mới sợ. Tụi em đây trẻ chung, chị trẻ chung năng động xinh đẹp vậy mà Covid nào vô nổi. Đừng có ỷ lại giùm tôi một cái. Mà chị em nói chị nghe nè, tụi em có hai người à, mà nhà chị tới mấy phòng lận, sao mà tụi em ở hết được. Hay là chị cho tụi em mướn một phòng thôi, rồi giảm tiền nhà mềm mềm cho tụi em chút xíu. Nếu mà được á, chiều tụi em đến đem tiền tới liền, rồi sẵn dọn đồ vô ở luôn. Chứ bây giờ mùa này đâu có ai mướn đâu. Đúng rồi, để chừng trừ là ế hoài luôn á chị. Ủa là được hay không vậy chị? Ủa sao không nói năng tiếng nào vậy? Chị bước đi thanh tao như vậy, em coi như là một cái sự đồng ý nha chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Tào lao quá à. Người ta có nói tiếng nào đâu mà đồng ý hay cảm ơn gì. Khoái, khoái chung rồi. Thôi, đi, về. Dạ. Ừ, chứ đây làm gì. Nè, hai đứa cháu của ông nội nghe ông nội nói nè. Dạ. À, ông bà mình có một cái câu rất là hay. Ví dụ như cái câu mà mình ăn á thì hết, người khác ăn thì còn. Là sao ông nội? Trời, đúng là ngốc. À, con biết rồi. Sao, nói ông nội nghe coi. Ý là người ta ăn chậm thì còn nhiều đúng không nội? Con biết ngay là nó ngu mà. Chứ con lại nói em con ngu. Thì tại vì mẹ con cũng hay chửi con ngu mà. Mẹ con hay nói vậy lắm hả? Dạ. Thôi được rồi, bữa nào ông nội gặp mẹ con, ông nội sẽ chính mẹ con là không được nói xấu người khác. Dạ. Không được nói người ta ngu. Cái đó là không có hay, cái đó là từ xấu đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Ừ. Bây giờ để ông nội giải thích nè. Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Có nghĩa là như vậy. Trong cuộc sống mà, nếu mình dư giả, mình đầy đủ, mình nhìn thấy chung quanh mình có những người người ta còn thiếu thốn thì mình tặng, mình biếu, mình cho. Đó là sự giúp đỡ, sự chia sẻ. Tụi con hiểu không? Dạ hiểu. Nhất là trong lúc mà khó khăn hoạn nạn thì càng quý giá nữa. Đúng không? Dạ đúng. Bây giờ nội có chuyện này muốn nói thêm với tụi con à. Tụi con suy nghĩ, nghĩ cách còn sao cái chuyện mà nội với tụi con làm sáng tháng giờ. Dạ. Dạ không phải, còn phải bà nội con về không? Dạ không phải đâu ông nội ơi. Bà nội về thì làm sao mà bấm chuông? Tại vì bà nội có chìa khóa mà. Thông minh. Chú Năm ơi, chú Năm. Chú Năm ơi. Chú Năm ơi, chú Năm. Chú Năm ơi. Ai vậy? Dạ tụi con trên phường xuống. Cô Tâm nhờ tụi con sang lấy đồ. Chú xem mở cửa cho tụi con. À bên cô dạ. Tâm phải không? Dạ chú mở cửa cho tụi con. Mấy đứa? Dạ hai đứa rồi chú Năm. Ủa mà chú, trời ơi, sao chú không đeo khẩu trang vô? Ôi trời ơi, quên. Đúng quy định là phải cách hai thước ha. Dạ. Đeo khẩu trang, xin lỗi nha. Xin lỗi. Phải đeo vô chứ. Nhưng mà trời ơi, có hai đứa làm sao mà vô mà dắt hết cái đống mì ra đi được. Tao nghĩ hả, không đủ đâu, phải thêm người đó. Thì bây giờ chú lấy chìa khóa, chú mở ổ khóa này nè, tụi con đi vô khiêng đồ ra thôi. Khổ, bà đi chợ, rồi bà khóa cổng, bà mang luôn cái chìa khóa đi chợ, bà chưa có về. Vậy, chú ơi chú, vậy một hồi tụi con quay lại, chiều tụi con quay lại cũng được ha chú? Không được, đứng đây chờ, đứng đây giải quyết liền, ha, giờ leo vô hàng sau đi. Dạ. Ông nội ơi. Gì? Bây giờ ông đứng lên cái thang này đi, con khiêng đồ ra cho ông nội rồi ông nội đưa cho mấy chú. À, cháu nội của ông giỏi quá, hay nha. Rồi bây giờ dây ha, bắt cái thang này, một đứa treo vô ha, rồi cái vô trong vác mì ra, để mì ở đây, rồi cái chú leo lên cái thang, cái chú chiên mì ra. Nhưng làm mà... nhanh gọn lẹ.
Hai chú lẹ lẹ đi hai chú, bà nội con mà giờ một cái thôi là không có xong đâu nha. Leo lên đi, lẹ đi. Nhưng cái gì, trèo lên. Phát khẩu trang miễn phí nè mọi người ơi, ngăn ngừa Covid đi mọi người ơi. Nhận khẩu trang miễn phí nè mọi người ơi. À cô, dạ cô lấy cho cô. Cô lấy một cái. Dạ. Dạ cô đeo vô nha cô. Dạ. Đang nhận khẩu trang miễn phí nè mọi người ơi. Dạ cô mời cô. Dạ khẩu trang miễn phí cô đeo vô nha. Dạ. Chị khẩu trang miễn phí. Con ơi. Dạ. Khẩu trang này là cấp miễn phí hả con? Dạ đúng rồi con. Con gửi cô. Thôi, nhà của cô đông người lắm. Hay là con cho cô một hộp được không? Dạ cũng được. Cảm ơn nhưng con mà nha. Cô ơi, cô lấy một hộp thôi nha, tại để dành còn người khác nữa. Con. Dạ. Khẩu trang này á là mình xài một lần thôi là mình phải bỏ đi cho có vệ sinh hết con. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi cho cô một hộp để cho chắc ăn thôi nha. Khi nào cô cần thì cô quay lại cô. Trời đất ơi, quay lại biết còn hay không, khẩu trang miễn phí mà dễ gì còn. Vậy thôi nha, cảm ơn con nha. Đây. Cô. Ê, thôi thêm một hộp đi, vài ba bữa mới ghé lại. Cô ơi, cô. Lẹ lẹ lên tụi con, ông nội đánh lô tô trong bụng rồi nè. Sao ông nội lại đánh lô tô? Tự bà nội con mà về nhìn thấy cảnh này hả, ông nội xỉu tại chỗ luôn đó. Không sao, thôi nội ơi, có con bảo vệ ông nội rồi. Bà nội mà la ông nội là con la lại bà nội luôn. Ê, cái này là hổn nha, không được nha. Mày hay quá ha Lì. Bây giờ mà bà đội về là ba ông cháu mình bị tống vô ngục một tháng chưa chắc được la. Cái con này thiệt tình. Ủa? Mấy người, cái gì vậy ba? Thôi đừng có hỏi cái tôi gì chào hết. Bác. Ba làm từ thiện giúp bà con trong cái mùa dịch này, thấy không? Đừng nói nhiều, vô phủ ba. Mẹ đâu rồi ba? Đi chợ rồi chưa có về. Trời ơi, bố con đâu có. Nhanh đi, bà về là chết á. Ủa bà ở đâu vậy? Trời ơi, nó đi lát nó chửi lại, nó không có bỏ mày đâu. Lo chuyển bà mì này lẹ lên coi. Dạ. Lạnh thùng thôi, đừng có làm quá tụi con. Nè ông nội. Đây. Mang vô lẻ đi em. Nhanh đi. Đây. Chị gửi em nha. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn em nhiều nha. Mai mốt có hàng nhớ nhá chị đó. Dạ. Trời ơi chị, nhưng mà em dặn nè. Hả? Chị là phải nhớ tính tiếng nha. Cái hàng này là hàng hiếm, hàng loại 1. Trời ơi, trong bệnh viện chỉ có bác sĩ y tá mới có thôi. Còn không có đâu. Còn mấy chỗ kia là trả giá cao. Mà anh Hiển anh quý chị cho nên anh mới đưa cho chị. Chứ còn mấy chỗ kia không bao giờ được đâu. Chị biết rồi, anh em làm ăn lâu năm không tin tưởng nhau sao được. Dạ em cầm nha. Dạ cảm ơn chị. Em về muốn có hẹn đưa chị nữa. Dạ chị về chị đi. Ơi dạ hả. Ủa mẹ, mẹ đi đâu đây? Mệt quá để tôi thở, để tôi thở. Mà không đứt hơi. Mẹ từ chợ xanh mẹ lội bộ đến đây nè, 3-4 cây số, tưởng đứt thở giữa đường nữa chứ. Trời đất ơi, sao mẹ không đi xe ôm, đi bộ nắng nuôi cực nhọc vậy nè. Mẹ dám ôm thằng nào, bây giờ biết thằng nào có Covid, thằng nào không có Covid. Ôm nó rửa mẹ lây bệnh thì sao, đi bộ cho chắc ăn. Mà nè, lúc này mẹ nghe nói khẩu trang á, lên giá gấp đôi gấp ba phải không? Có 3 hộp nè. Nè, lấy 3 hộp này đi bán đi. Nè. Ủa rồi khẩu trang đâu mà có nhiều vậy? Ở ngoài chợ đó, người ta phát miễn phí, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy, tranh thủ lấy bán đi. Thôi, ở đây con có khẩu trang rồi, mẹ đem về nhà xài đi. Có rồi hả? Dạ. Ừ vậy thôi đây. Nè, thôi, bây giờ chở mẹ về đi, chứ bây giờ bắt ta về nhà nữa chắc ta đuối tao chết đó. Đỡ mệt chưa, con chở mẹ về nha. Mà nè. Dạ. Con Chi nó có gọi điện không? Dạ không. Ở trời đó, cho nó biết luôn đi. Dạ, chờ con xíu nha. Ừ. Rồi cảm ơn. Cảm ơn chú.
Rồi khỏe ra như bò kéo xe. Bà nội con không biết gì hết, sướng thiệt. Ây dây dây, hai đứa tụi con đi vô tắm rửa đi ha, rửa ăn cơm. Dạ. Để cái thang này ông nội đem vô. Dạ. Đi được không? Alo. Rồi em đi đâu vậy? Em về chưa? Về đi. Trời ơi, đang căng thẳng mà sao tự nhiên bỏ đi vậy? Không biết đi đâu luôn á bà. Dạ. Trời ơi, đang căng thẳng mà em đi đâu vậy? Lỡ mai mẹ về giữa chừng rồi anh biết làm sao? Biết sao răng vậy đây? Em là em phải đi ra ngay ngoài đầu ngõ, ngay cái khúc cua để canh mẹ. Thí dụ mẹ mà về một cái là lật đật mà giữ chân chặn đường mẹ lại liền. Trời ơi. Nó gọi là chiêu đánh lạc hướng mà không biết gì hết trơn á. Thông minh hơn người. Mà nó ghê giống bà đó con. Chà, xứng đáng làm vợ tôi. Hay quá ha, đứng cười cười giỡn giỡn nữa. Đi về lẹ giùm cái đi. Trời ơi, mẹ tôi mà về mà cái thấy là hồi mất công lắm. Thôi con về nha bà. Khoan, nó nghe. Nó nghe. Thế này dặn luôn nha không? Dạ. Mốt qua đây á, lỡ mà có gặp bác gái á, thấy không? Gặp bác trai thì kêu là bác trai, chứ đừng kêu là ba con nha. Ê, bà thấy bà cự đó nha, bà là kỳ lắm á. Từ từ khoai nó cũng sẽ nhừ. Dạ. Hiểu không? Con cảm ơn ba. Ờ thôi về đi con. Dạ. Ờ về. Rồi ba đưa cái thang đây con leo vô luôn ba. Chị. Dạ con leo vô. Sao phải được? Vậy. Leo trèo lỡ mày có chuyện gì ảnh hưởng tới con rồi sao? Ý nói tôi chân ngắn á hả? Dám đâu nha, chân tôi dài lắm á. Vậy được, thằng này được, chấm nó à. Giờ sao? Muốn leo vô không? Tôi đưa ra cho. Leo ba. Ơi. Nè. Dạ. Rồi. Cái gì má? Ây cha. Nè, con chở mẹ đến nhà với quá chút được không? Ủa nhưng mà mình sắp về tới nhà rồi. Bây giờ con về nấu ăn cho hai đứa nhỏ nữa. Thôi, vậy thôi con về nấu ăn cho hai đứa nhỏ đi. Mẹ đi đến nhà văn hóa có chút chuyện. Rồi một lát mình đi bộ về. Thôi con về trước nha. Lẹ lẹ lên nha. Ôi thiệt tình. Cái chuyện gì đâu không. Chỗ tụi con thuê gần đây không? Dạ cũng gần đây ba. Rồi tụi con tính bản nghị luôn, không làm đám cưới. Dạ tạm thời. Rồi tụi con sẽ kiếm phương án nào cho nó hợp lý hơn, ít tốn kém mà không có bị lây bệnh. Sao con sắp xếp bữa nào về để gặp má con mà nói chuyện đàng hoàng tử tế. Có còn một nữa mà nghĩ chắc không có gì lớn gì đâu. Dạ. Vậy nha. Cảm ơn bà. Ông nội quá nhanh lên cho chú Phong về đi. Bà nội mà về là chết tôi mất. Bà nội làm gì về giờ này? Mình phải về thiệt kìa. Không có chìa khóa vô nhà. Trời, chết rồi. Chị cũng quên lấy chìa khóa về mất tiêu rồi. Trời, nó coi. Trời ơi. Thiệt tình luôn á. Rồi chị đây rồi mẹ đâu? Mẹ ủy ban phường á. Lên ủy ban phường làm gì? Chị đâu có biết. Phải khi hồi nãy chị về là chị lấy luôn cái chìa khóa về. Là bây giờ hai đứa khỏe re rồi thấy chưa? À, hay là em chạy lên ủy ban phường, em lấy chìa khóa về đi. Em lại chị. Trời đất ơi, mẹ thấy mặt em hả, chắc chắn không bao giờ mẹ đưa chìa khóa cho em rồi. Hay bây giờ vậy nè, cái kèo này em thấy có mỗi một mình chị là hợp lý nhất thôi. Chị lên á, chị nói với mẹ là đưa chìa khóa, rồi kiểu như là về nấu cơm, nấu nước cho mấy đứa nhỏ là mẹ đưa liền à, nhá. Rồi, để chị đi. Khoan. Rồi chị đi, lỡ mẹ về thì sao? Cái gì? Thì chị đi, lỡ mẹ đang trên đường về sao? Chắc chưa đâu. Nhưng mà thí dụ có cái trường hợp đó xảy ra thì giả bộ như là chị quên mua cái này cái kia xong rồi rủ mẹ đi mua chung. Nói chung là câu giờ chừng 15-20 phút cho em là được. Rồi. Nhớ nha, cái chìa khóa. Ừ.
nhau 2 mét. Mỗi người sẽ được nhận một phần quà. Người nào mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì ưu tiên lên nhận trước. Còn người nào mà điều kiện mình vẫn còn cho phép thì nhường cơm xẻ áo cho đồng bào mình giới. Nhất là những người mà thất nghiệp, không có lương. Rồi những người bán vé số nè, rồi chạy xe ôm nè. Những người nào mà làm việc ở công trường, hoặc là những sinh viên không có đi học mà không có xe về quê, nghe là sẽ được nhận quà hết. Rồi bây giờ bà con đứng xếp hàng đi. Dạ, đứng xếp hàng, mỗi người giãn cách nhau 2 mét nha. Rồi rồi, em mời anh. Xuống 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 2 mét. Chị ơi, chị đi nhận quà từ thiện à? À dạ không, à, con đi kiếm người thân, con không có nhận quà đâu chú. À thế à, thế chị tí tiền nhận ạ. Dạ cảm ơn chú. Rồi con mời chú. Chị lên đứng lên, tôi lớn này chứ. Tôi lớn đứng đi mẹ. Tôi lớn rồi đó. Vậy? Có chị lên cũng chứ bà. Trời đất ơi mẹ. Nhà mình mua mì mua gạo quá trời, mày đứng xếp hàng chi vậy? Ủa thì người ta cho không, mình cứ lấy, mình coi gạo mình gạo ta gạo nào ngon hơn. Trời đất ơi, kỳ lắm mẹ ơi. Giúp người ta còn không giúp được nữa, rồi bây giờ còn đứng xếp hàng nhận quà nữa. Thôi tôi mệt, có chuyện của tôi để tôi làm đi, đi về đi. Vậy thôi đưa chìa khóa cho con. Có chìa khóa con mới vô nhà được chứ. Trời ơi thiệt tình á. Nè, mở cửa xong á đóng cửa lại liền, không có cho ba mày ra ngoài đàn đứng gì hết nghe chưa. Đi lẹ lên đi. Đi mẹ nhanh rồi về nhà nha. Rồi đi lẹ lên đi. Ê cái này nãy hàng này của tôi mà. Rồi giữ gìn sức khỏe nha anh. Dạ rồi. Dạ mời anh về. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha chị. Cảm ơn chị. Dạ. Đây quà của chị đó. À. Dạ cảm ơn. Giữ gìn sức khỏe nha chị. Rồi. Hai đứa tụi con nãy giờ có nghĩ ra cái kế nào mà hiến cho ông nội chưa? Thì con có nghĩ là mình nói mình đem mấy cái đó cho người nghèo là được. À con có cách rồi. Nói nội nghe con. Con tham mấy con chuột nó ăn hết mì rồi hết gạo không nội? Trời, em ngốc quá à. Chuyện tào lao không, mấy con chuột đó làm sao mà ăn hết đống gạo với đống mì đó. Vậy là tiêu ông nội chắc chết với bà nội quá. Con có súng mà ông nội. Ông nội không có chết đâu. À, bà nội về phải không? Nè, nói ông nội bị bệnh, nằm đây nha. Ông nội bị cảm nha. Nằm ngủ đây nha. Không phải bà nội, ông nội, mẹ về á. Ừ, hết hồn. Mẹ về. Đâu, chuyện về sao vui dữ vậy con? Tránh xa ra, tránh xa ra. Để mẹ đi rửa tay, tắm rửa sạch sẽ cái đã. Bộ con không nhớ 5K hả? Không nhớ điệu rửa tay Covid hả? Đâu, bây giờ hai đứa hát nhảy lại cái vũ điệu rửa tay Covid cho mẹ coi nè. Dạ, rồi nha. À. Sao mà con có chìa khóa vô nhà? Mẹ đưa cho con. Mẹ con đâu? Trên ủy ban phường á. Bà lên ủy ban phường làm gì? Nhận quà từ thiện. Trời ơi, bà nghĩ sao bà đi xếp hàng nhận quà từ thiện trời? Thì bởi vậy con không biết giấu mặt mũi con đâu hết trơn nè. Xấu hổ quá đi. Làm như thiếu ăn lắm vậy, chỗ xếp hàng dài vậy đó. Ơi là trời. Ba có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì vậy ba? À thôi khoan, để con đi tắm rửa nấu ăn cho tụi nhỏ cái đã. Không, lát ngồi đó đi, nấu liền tại chỗ nè. Chuyện gì? Nói chung là mặc cái gạo với cái mì của má con á, ba cho từ thiện hết à. Trời đất ơi, sao ba cho hết trơn vậy? Mày nhỏ nhỏ má mày biết là chết. Mẹ biết làm sao? Trời ơi là ông trùng. Trời ơi mẹ dữ lắm. Mà chửi chết luôn á. Ông Năm ơi, mở cửa cho tôi coi ông Năm. Trời đất ơi, bà nội con về chứ mai hả? Chắc chắn
tháng rồi. Nè 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 nè, không được mở cửa. Bây giờ hai đứa con đi lấy giấy báo ra ngoài kho che hết cho mẹ, không để bà nội biết. Dạ dạ. Cái cách này không có hay đâu. Che che rồi bà vô động bà phát hiện ra, đó là kích thích bà tò mò, bà phát hiện sớm cho coi. Tôi vô cách nào? Có đứa nào đó không bây? Bây giờ sao ta? Trời ơi. Con có ý kiến này. Sao? Thì bây giờ con ra con mở cửa cho bà nội. Con mẹ thì đi chuẩn bị một thau xà bông với là cái cầu thang. Mẹ dội xà bông lên người bà nội, rồi bà nội sẽ bị ướt, bà nội lên phòng thay đồ. Trời đất ơi. Thôi, bà nội biết bà nội chửi hói đầu của mẹ. Thì có sao đâu, coi như mẹ diệt virus giùm bà nội thôi. Hôm bữa bà nội cũng diệt virus cho mẹ mà. Đúng rồi, hay để con dội cho. Thôi, vậy tụi con khỏi làm. Nó có cách rồi. Ông làm hả? Thôi mẹ đi nha. Dạ. Giao bà nội cho hai đứa đó. Nè mẹ, bây giờ em ra ngoài đó em nói chuyện với bà nội đi. Ok, chút đó. Nhanh lên. Trời đất ơi, cái gì mà kêu ré mà chuông nhấn mà không ai ra hết là sao? Ê, cu lì. Dạ. Mở cửa cho nội con. Nhưng mà con đâu có chìa khóa đâu. Chìa khóa ở trọng đó. Con đâu biết chìa khóa để ở đâu đâu. Thì con hỏi mẹ con đâu rồi? Con không biết. Nè, bà nội đưa chìa khóa cho mẹ con thì tức là chìa khóa ở trong nhà rồi, con vô trong nhà con lấy đi. Con đâu biết chìa khóa để ở đâu đâu. Ủa vậy cái mẹ con đâu? Con không biết. Ủa sao hỏi cái gì con không biết nó vậy? Vậy chứ con biết con tên gì không? Dạ không. Tao ơi, con giỡn chơi không? Con là cu lì. Thiệt tình nè. Nè, bây giờ con chạy vô trong nhà, bà nội đã đưa chìa khóa cho mẹ con rồi. Con vô nhà con tìm chìa khóa đem ra đưa cho nội lẹ lên. Chìa khóa này nội. Sao bà vừa đi bà vừa cười nãy giờ bà không chịu nói cho tôi biết? Bà nội, khoan mở cửa. Đợi tụi con chạy vô nhà rồi nội hả mở cửa. Tụi con sợ bị lây Covid lắm. Wow. Đúng đó. Rồi, lui. Cái gì? Tôi quậy cái xà bông này á, nó còn loãng hơn cái mà bữa bà tạt cho tụi nó nữa kìa.